Tái xuất sau nhiều năm giải nghệ, Mai Phương Thúy lộ thân hình phì nhiêu, chẳng khác nào mẹ bỉm sữa. Hình ảnh Mai Phương Thúy lộ rõ thân hình phì nhiêu, gương mặt tròn trịa cùng khuôn ngực nảy nở khi tái xuất sàn các quốc đang được bàn tán xôn xao. Tối ngày 8 tháng 1, show diễn thời trang mở hàng năm 2019 của nhà thiết kế Lý Quý Khánh được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù vấp phải nhiều ồn ào bên lề như bút show người mẫu Minh Triệu quá gấp hay sắp xếp sai với vai trò cụ mẫu Xuân Lan, tuy nhiên Lý Quý Khánh đã thành công khi biến sàn diễn thành nơi hội tụ của dàn hoa hậu đình đám. Trình diễn các quốc tối qua là những cái tên lừng lẫy Hồ Ngọc Hà, Phỏ Hoàng Yến, Lan Khuê, Minh Tú, Mâu Thủy. Tuy nhiên, giữa muôn vì sao rực rỡ, hoa hậu Mai Phương Thúy vẫn chiếm spotlight với màn tái xuất sau nhiều năm giải nghệ. Thái lôi cuốn của Mai Phương Thúy trên sàn các quốc, sau chương trình loạt hình ảnh của Mai Phương Thúy nhanh chóng phủ sóng truyền thông. Bên cạnh ý kiến khen ngợi thần thái rạng ngời, nhiều người quan tâm tới sắc vóc thay đổi theo thời gian của Hoa hậu Việt Nam 2006 ở những góc chụp cận. 12 năm trôi qua kể từ khi đăng quang, có thể nhận thấy thân hình của Mai Phương Thúy không còn thon gọn. Không chỉ vóc dáng phì nhiêu, gương mặt của nàng hậu cũng được nhận xét là tròn quay, vỡ nét. Sắc vóc phì nhiêu của Mai Phương Thúy ở hiện tại, gương mặt Mai Phương Thúy không còn thanh thoát như xưa. Khi nhan sắc đang là chủ đề được bàn tán rôm rả, Mai Phương Thúy cũng cập nhật hình ảnh của mình trong show diễn tối qua. Trái ngược với hình ảnh được truyền thông đăng tải, gương mặt của mỹ nhân họ Mai lại gọn gàng ngỡ ngàng như đã được can thiệp bởi Photoshop. Thân hình của Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn lộ rõ những dấu hiệu phát tướng. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy lập tức trở thành ngôi sao được săn đón trong làng giải trí Việt. Sau 8 năm trải qua đủ hỉ nộ ái ố, mỹ nhân họ Mai bất ngờ tuyên bố rút khỏi showbiz. Thời gian qua, cô gây chú ý khi thông báo đang bị tăng cân mất kiểm soát, tăng 10kg so với thời điểm đăng quang. Chỉ số cân nặng 70kg của Mai Phương Thúy hiện tại được cho là lực lượng không kém cánh mày râu. Thân hình phát tướng của Mai Phương Thúy sau khi tăng cân mất kiểm soát. Thời gian gần đây, cô cũng gây chú ý với thông tin yêu đương Noo Phước Thịnh.